Dạ, hôm nay Quảng Ngãi, quê hương Quảng Ngãi rất là vinh dự được đón bác là nhạc sĩ Trương Quang Lộc về thăm quê hương. Và nhân cơ hội này thì bác cũng có đi ghé bờ kè sông Trà Khúc để mà thăm lại những cái cảnh đẹp của quê hương. Vũ đang đang bạn Vũ. Mặc dù đi xa quê hương nhiều năm nhưng bác vẫn luôn là nhớ về quê hương và ghé thăm núi Ấn sông Trà. Dạ bác ơi, hôm nay bác về quê bác thấy quê Quảng Ngãi mình như thế nào bác à? Có rất nhiều điều thay đổi, mà một trong những các thay đổi là cái nơi mà tôi đang đứng đây, có một con đường cao tốc mà từ thành phố mà đi xuống biển, mà tôi đang đứng đây là cái chỗ nới rộng ra của đường cao tốc. Bên này là sông Trà Khúc, kia xa xa kia là núi Thiên Ấn. Núi Ấn sông Trà đã chứng kiến, đang chứng kiến sự thay da đổi thịt của quê hương Quảng Ngãi. Dạ, bọn con là những người tuổi trẻ của Quảng Ngãi, của thế hệ sau bác rất là nhiều. Nhưng mà chúng con cũng đã biết được về tên tuổi của bác là một nhạc sĩ cũng đã sáng tác nhiều bài hát rất là hay, chẳng những cho quê hương và cho cả đất nước, và rất đặc biệt là trong đó có những bài hát về nhạc thiếu nhi rất là hay. Và hiện tại là các em thiếu nhi của tỉnh Quảng Ngãi nó riêng và thiếu nhi của toàn quốc nói chung là cũng rất là hưởng ứng và cũng đang hát hay những bài hát của bác sáng tác. Như vậy trong thời gian tới thì bác có những cái dự định nào về sáng tác những bài hát cho thiếu nhi hay là cho quê hương đất nước nữa bác ạ? Dự định thì nhiều nhưng còn thực hiện tới đâu thì còn tùy thuộc theo cái khả năng của mình và cái sự cố gắng của mình, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn thế nào cũng phải có, vì đó là thể hiện cái tình cảm của mình đối với quê hương núi Ấn sông Trà. Dạ, chúng con rất là cảm ơn bác đã đem những lời ca tiếng hát cho quê hương Quảng Ngãi nói riêng và cho đất nước Việt Nam nói chung. Chúng con sẽ ghi nhớ và cũng luôn hát những cái bài hát mà bác đã sáng tác trong nhiều năm qua. Chúng con cũng sẽ noi gương bác để mà học hành tốt hơn và chăm sóc các em thiếu niên nhi đồng của tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn so với các tỉnh trong toàn quốc ạ. Con rất là cảm ơn bác đã về thăm quê hương Quảng Ngãi lần này. Và cảm ơn anh bạn cán bộ của nhà thiếu nhi Quảng Ngãi. Dạ, con xin cảm ơn ạ.